Dạ, chào các bác, các anh chị trở lại với chương trình Bồ Tát Đạo do Thầy Hồng Trần giảng dạy. Thì vừa rồi Thầy có giảng dạy phần 1 của tứ niệm xứ, đó là thân. Dạ, kỳ này con xin giải xin Thầy giải thích luôn phần thứ nhì là thọ. Thọ. Dạ. Thưa các bạn, là cái phát minh ra cái giáo pháp mà tứ niệm xứ là cả một cuộc cách mạng trong Phật giáo. Là bởi vì đó, những cái người mà thời đại của thần nhà Phật đó, họ nghĩ làm sao mà đi ra khỏi cái thế giới này bằng cách là mình nhìn phía bên trên nó đẹp cỡ nào, như thế nào để mình đi ra khỏi. Tự nhiên nhìn thiên đàng nó đẹp cho nào đi. Phật rất thực tế nói, buông lên đến kia đó, thì con phải làm sao mà con buông những cái mà nó làm cho con bị kẹt dưới này. Thì ngài chỉ đây là khổ đấy. Rồi xong rồi ngài chỉ, ê, con có nhìn cái thân con là con chấp trước cái thân quá trời, con thân nó con không có buông được cái thân. Không buông được cái thân thì làm sao? Cho nên là phải nhìn cái thân con bất tịnh. Thì đó là cái phần mà tứ niệm xứ là đối với mình đó, tại vì các thầy đó họ không có tiền bạc để họ cho nên họ không có cái đồ đạc gì cả, cho nên họ nhìn cái thân họ thấy bất tịnh để họ không làm những cái chuyện xấu nữa, không xa xỉ, không ăn uống này nọ nữa. Và do vậy đó, đối với người tài giá đó, thì cái thân của mình đó, thì nó phải bao gồm luôn cái vật sở hữu, cái đồ mình Dạ có đúng thì rồi. mình cho, mình đừng có tích tụ. Thì cái phần đó là mình gọi là cái phần mà extension của giáo pháp, cái phần mà mở rộng của giáo pháp. Cho nên nhiều khi là mình bất tịnh, mình thấy bất tịnh nhưng mà mình thôi bỏ đi mình vất, không được, nhưng mà mình sử dụng nó. Thì cái trung đạo là cái của nhà Phật, vì nhà Phật không muốn làm cho chúng ta lúc nào cũng đi kẹt con bên kia, ngoại đạo hay là biên đạo, biến kiến. Cái phần thứ nhì mà ngày hôm nay mình nói là cái thọ, là cái cảm xúc. Tại vì cái thân này khi là mình níu kéo, mình phục vụ cái thân dữ lắm. Nhưng mà cái phần thứ nhì là cảm xúc, cảm tình, cái phần đó đó nó cũng níu kéo mình dữ, nó làm cho nhiều khi là mình đau khổ vô cùng. Tại vì nhiều khi mình không chú ý tới cái thân mà mình chú ý tới cái cảm xúc. Có nhiều người đi ngang nói mình câu thôi, xong nên tóc nó đẹp bây giờ thầy, trời nghe mà thầy tức liền, tôi đâu có tóc đâu mà câu đó. Hay là nhiều khi là cái bạn thấy nó nói nhiều câu mình thấy mình tức, mà thật sự là mình không có cái gì nhưng mà nó nói ra mình tức, sao mà lùng như vậy? Đúng, tôi mình thấy mình lùng, tôi có còn 5 feet trong đâu mà lùng. Nói Ít ngay ra đúng cái điểm yếu của mình. nhưng mà cái câu nói đó nó nói cái thân của mình, nhưng mà cái cảm xúc của mình á, mình gọi là cảm thọ, mình thọ mình nhận mình chịu không nổi. Rồi bây giờ đây, thì người ta nói mình nói người nào fat mập đó, là người ta dứt tức giận lắm. Nhưng mà các bạn thấy không, là tẻ ra là nó có cái chuyện cảm xúc, cái cảm thọ của mình, mà cái cảm thọ đó có nhiều người họ không có cái cảm thọ giống nhau. Thầy lấy thí dụ như là lúc mà thầy đi 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 được đi mời đi trai tăng đó, thì cái vị tăng á, lúc đó thầy ở trong chùa, thầy được đi gửi qua Đài Loan đi ăn trai tăng năm 1991. Thì cái vị tăng mà ngồi cạnh thầy đó, thì họ đưa cái card cho thầy. Thì thầy không có cái card visit này, thầy không có cái card này bạn, thầy không có tên này, thầy mình xưng tên thôi, đưa cái card. Thì ông này ông đưa card xong, ông đưa card bên này, ông đứng lên, ông đưa card bên này, đưa bên cạnh bên đó. Thì trong lòng thầy là thầy hơi nhột nhột nhột, mình không có cái cảm gì cả, mình cảm thấy là mình tiểu tăng, mình nó không có cái gì, cái cảm thọ của mình cảm thấy là mình nó nhỏ, suốt ngày mình ngồi chỗ này sống xứng đáng đấy. Thì thầy mà đứng lên để thầy đi tìm cái chỗ nào xa xa trong góc để mà đi, thì cái ông thầy bên cạnh ông nói, chú ngồi xuống đi, tôi biết chú rồi, tại vì chú cảm thấy rằng là chú nhỏ bé, chú là mới tu, thì thật sự mới tu có 10 năm thôi, thành ra thầy không can gì, chú ngồi đấy đi. Tại vì ông sư phụ chủ ngồi trên kia kìa, tôi biết ông sư phụ chủ ngồi đây. Nhưng mà đột nhiên là mình mới thấy là cái cảm thọ nó quan trọng lắm. Tức là cái cảm nhận của mình về chính mình. Và mình thấy rõ ràng là nhiều khi nó không có như ý của mình. Không như ý. Đó, vậy. Và cái cảm thọ đó nó rất là rõ ràng. Nhiều khi các bạn thấy người ta mời bạn đi lên hát, thì mình tưởng là mình là người đầu tiên lên hát chứ. Tại ra mình ngồi đó mình chơi, mình là người thứ 17 là người bác. Rồi mình dần thấy mô. Cảm thọ của mình là thấy là mình biết bác của mình được hàng thứ 17, đáng lẽ là mình lên hát đầu tiên cả. Được tiếc mình phải là ca sĩ, mình phải là Mariah Carey, cho nên mình hàng 17.
trong lòng tức giận vô cùng. Tại sao mà không cho mình lên? Nhưng mà tại vì mình phải là Mariah Carey. Nhưng mà mình thì nghĩ là mình Barbara Streisand. Wow. Nhưng mà các bạn thấy không? Cái cảm thọ đó, nó biến hóa vô cùng cái cảm xúc rồi. Nhiều khi là đưa tới cái buồn, cái vui, cái giận, cái tức. Nhưng mà cái vui nó hồng hôi, nó động hết. Nhưng mà giận á, thì mình thấy nó khổ thiệt. Nhưng mà đến lúc hết cái khổ đó, thì không biết, mình không nghĩ rằng là nó là vui. Nhưng mà cái vui nó có hết rồi thì mình biết là nó khổ. Mà khi mình giận thì mình không biết là khổ. Mà khi mình hết giận thì mình không biết đó là cái phước đức của mình. Cho nên cái cảm thọ đó nó rất là elusive. Tức là mình gọi là nó trốn tránh để cho mình bỏ cái tay vô. Và cái cảm thọ, bất kỳ một cái cảm thọ nào thì Đức Phật nói là nó gắn liền với cái bản ngã, nó gắn liền với một cái biển tâm thức phía sau, và nó điều tạo cho mình cái cảm xúc trước sau gì nó cũng tới cái khổ. Mình vì là cái vui rồi thì nó sẽ ra cái khổ. Mà mình thấy là mình an lạc rồi thì sẽ có lúc hết an lạc thì mình sẽ bất không an toàn. Thì cái vòng tròn nó cứ chạy như vậy, cho nên Đức Phật cũng nói thế, khổ chứ. Thì nó cứ chạy hoài như vậy, tức là nó là khổ, có nghĩa là một cái cảm xúc mà mình không thể tránh được. Và tất cả những cảm xúc đó đều bất nhị cả, vì tất cả nó tới rồi nó sẽ không có. Cho nên nếu mà mình mong một cái người nào lúc nào đối xử tốt với mình thì cái câu đó có nghĩa là mình mong cái người, mình mong là lúc nào mình cũng cảm được cái niềm vui. Để thầy thí dụ, nếu mà thầy mong rằng đó là cái con penguin mà ở trên Nam Cực, cái con penguin đó lúc nào nó cũng tốt với thầy cả, thì tức là thầy muốn nói rằng là tôi mong được cái cảm xúc mà an lạc. Nhưng mà mình đâu control được, con penguin nó chạy lung tung, chạy bên này bên kia, nó xuống dưới biển nó ăn miếng cá, rồi nó lên trên bờ nó chạy lung tung cả, thì làm sao mình control được? Bây giờ này các bạn mà chưa hiểu cái thí dụ đó thì bây giờ mình thí dụ nó dễ hiểu hơn. Các bạn có đứa con rồi, bạn mong rằng đứa con của mình là nó lúc nào nó tốt cả, đúng không? Đúng, mong là xấu đó, nhưng mà mình không thể control được. Mình nói là tối nay con ngủ 8 giờ nha, tại vì ngày mai là con 4 giờ sáng là con lên đường đi cái này cái kia, nhưng mà nó không ngủ, nó 12 giờ nó mới ngủ. Thì 12 giờ ngủ thì mình lên, mình qua, mình thấy, mình tức, mình lo. Lo là cái cảm thọ, cái cảm xúc mà mình đâu có làm chủ được. Tại vì mình nghĩ tới là mình muốn làm chủ cái kia kìa, thì cái kia thật sự là nó không bao giờ làm chủ được. Và cái cảm xúc, cảm tình của mình nó cứ chạy lên chạy xuống, nó không bao giờ ở chỗ cả. Và vì vậy cho nên mình có thể gọi là khổ là bởi vì mình không có control, mà mình nghĩ rằng mình có control. Control có nghĩa là kiềm chế. Cho nên nói cách khác, cái cảm xúc, cảm thọ mà tiếng Mỹ mình gọi là emotion á, và mình gọi là cái perception hay là cái reception, cái cảm nhận của mình á, thì nó biến hóa vô cùng, mình không làm chủ được, nhưng mình lúc nào cũng nghĩ mình làm chủ. Và do đó mình nghĩ rằng mình làm chủ, mình nghĩ lúc nào cũng phải tốt cả, và do đó thì mình lúc nào mình cũng sẽ bị gọi là không mãn ý, không vừa ý với mình. Không vừa ý gọi là khổ. Cái chữ khổ này mình dịch ra là không vừa ý của mình. Đấy. Thế bây giờ thầy để cho Diệm đặt câu hỏi đi. Được khi mình nói tiếp về cái tướng trạng của cái không vừa ý, cái khổ này nó biến hóa như thế nào. Như thầy nói là mình, nếu mà mình mong cái chuyện đó xảy ra mà không có xảy ra được thì mình không có happy. Giống như giả tỷ như con, mình muốn con mình là phải tốt, phải học thành tài như vậy, rồi mình, nhưng mà nó không theo ý muốn của mình thì mình buồn. Nhưng mà nếu mà mình không mong á thì con mình nó không có giống như là ok, mà thôi mình đừng có mong nữa, mình cứ để cho let it go như thế nào, thì cái đó mình cũng có giống như là mình feel giống như mình có vô trách nhiệm không thầy hả? Ừ, đúng. Cái câu hỏi đó là y hệt như là lần trước mình nói đó. Mình quản cái thân bất tình rồi thì mình không làm gì cả, thì mình buông bỏ cái thân xác này. Cho nên Đức Phật dạy cái đó là để cho đối trị với những cái người nào mà chấp trước về cái thân. Bởi vì cái đại thừa đó thì mình sử dụng cái thân. Cũng vậy, đối với cái chuyện mà cảm xúc, cảm tình thì mình không thể nào làm chủ được cả. Và nó lúc nào nó cũng tới cái chỗ là làm cho mình không được vừa ý.
không vừa ý, mà gọi là bất bất mãn, hay là để thầy biên xuống cái chữ này, không vừa ý, bất mãn, tức là mình không thỏa mãn, là không đúng với ý mình, không thỏa mãn của mình. Thì tất cả cái tình trạng này là bởi vì mình có cái sự mong cầu và mình có cái sự truy đuổi, rồi đó là phía dưới. Nhưng mà cái bài học của cái này là cái emotion là giống như sóng đó, nó chạy lên chạy xuống, mình không có cảm thấy được làm sao đó mà mình nắm được. Nhưng mà bên sau cái chuyện khổ là cái ý muốn control. Bây giờ đó, nếu mà nói thôi bây giờ không control, bây giờ mình biết là khổ rồi, thôi đừng có cảm xúc gì cả, cái đó là cái kết quả của cái chuyện tu luyện này đó. Yeah. Là mình không còn một cảm xúc cảm tình gì cả, mình vượt ra ngoài cảm xúc cảm tình. Lúc nào mặt mày mình cũng, nếu mà nói trớ như đã là trật, mà nói là mình phẳng lặng, mình không có bị cái cảm xúc, những cái làn sóng cảm xúc làm cho mình cảm thấy bị dao động. Yeah. Mình ở trong cái trạng thái không còn dao động nữa. Đó là cái mục đích của mình, là thọ để cho mình đừng có khổ, là đừng có dao động. Nhưng mà trong thời đại này mình á, thì mình nhiều khi mình không thể tu như vậy được. Tại vì mình tu mà để mà bất động, thanh sắc, không còn một cái cảm xúc cảm tình nào cả, thì dường như mình không làm được. Và mình đi tới cái chỗ vô trí thì nó trật. Cái đó là cũng một cái loài ngoại đạo. Nhưng mà bây giờ mình thấy những cái cảm xúc nó khổ rồi đó, thì cái hành động của cái thời đại chúng ta mình làm sao với cái triết lý này để cho mình vào cái trung đạo. Thì mình không control nữa, mình cảm nhận tất cả những cái làn sóng lên xuống là một cái chuyện của cuộc sống. Cho nên đối với con cái đó, thì mình không expectation, nhưng mà không có cái mong đợi, nhưng mình có cái giáo dục. Thì mình nói với con: con, ngày mai con dậy 4 giờ sáng, thường thường con ngủ mấy giờ vậy con? Thì con trả lời là ngủ 8 giờ. Thì mình nói ok, nếu mà ngủ 8 giờ mới đủ đó, thì 4 giờ như vậy đó, và 4 giờ nữa thì 8 giờ tối con ngủ phải không? Thì nó băng lòng dạ đúng rồi. Thì mình cho rằng cái giáo dục của nó, nếu mà con mà ngủ 8 giờ thì con sẽ như thế này, mà nếu con không ngủ 8 giờ thì con sẽ mệt mỏi hơn, thì con có cái tuyển chọn. Cái giáo dục đó là mình nói với cái sự hiểu biết, mình nói cho nó thì để cho nó tuyển chọn, và nó có cái tự do nó tuyển chọn. Number one. Number two thì mình không còn control cái chuyện là con phải dậy, con phải ngủ lúc này, con phải dậy kia. Thì bên sau cái chuyện cảm thọ là một cái tâm thức đó, mà lúc nào mình cũng muốn kềm chế, mình cũng muốn nó đi vô trong cái khuôn, cái phép, cái hộp, cái đóng khuôn nó, đóng hộp nó. Cho nên khi mà mình quán thân bất tỉnh thì mình phải sử dụng cái thân. Nhưng mà khi mà quán thọ đó, thì mình bây giờ đó, mình gọi là mình sử dụng cái thọ. Sử dụng cái thọ là gì? Có phải là mình manipulate cái tình cảm người ta không? Dạ không. Manipulate có nghĩa là mình lợi dụng. Mình lợi dụng. Cái tại vì có nhiều người chơi cái trò chơi tình cảm làm cho mình bị lên xuống tình cảm không, mà làm cho mình sử dụng cái tình cảm này á, tức là mình đứng phía trên cái tình cảm cho mình và đứng phía dưới, tức là cái làn sóng lên xuống, nhưng mà mình lúc nào ở trên cái làn sóng, mình không bị cái làn sóng nó đập. Cho nên cái triết lý này trong cái tác phẩm mà vĩ đại nhất của bên Nhật Bản là họ có cái ông Hokusai đó, ông vẽ cái hình một làn sóng rất lớn của chiếc tàu đó. Nó đánh cỡ nào thì chiếc tàu lên cái đó. Thì có một lần cái thiền sư đó mà giải thích về cái thọ như thế này: nếu mà mình giống như tàu nằm trên, mình không bị sóng nó đánh một cái nó sập xuống đó, thì tu hành với cái thọ cũng vậy, là mình phải tu như thế nào đó, đừng có bị nó control, và mình không control người ta. Đó là cái quan điểm của Đại Thừa, là mình đừng có bị control bởi cái cảm xúc cảm tình, và mình control nó, mình hiểu nó, phải dùng control sai, mình hiểu nó, mình biết nó, mình có cái giáo dục. Bây giờ Hoa Nghiêm nghĩ như thế nào? Hoa Nghiêm mình nghĩ như thế này: trái tim của mình đó, nó lúc nào nó cũng lan tỏa một cái loại tình thương, cái tình thương đó gọi là tâm đại bi. Cái tâm đại bi là cái tâm mà nó viết cái chữ rất là hay, thầy viết cái chữ cho coi. Cái chữ này gồm có cái chữ phi và chữ tâm. Cái chữ này đọc là bi. Thì trong cái chữ bi này đó, phía này đó, là đọc là phi. Phi có nghĩa là không phải. Và cái chữ thứ hai là tâm này đó, là không phải tâm, có nghĩa là không phải cái cảm thọ. Không phải cái cảm thọ. À,
cái cảm thọ này thường thường là nó sẽ đưa tới cái chuyện là mình sẽ control, mình sẽ control là mình gọi là mình kềm chế, và từ cái kềm chế này mình từ cái mất mất cái control đó. Khi mà mất control đó, tức là không control được, không có làm chủ được đó, thì mình đưa tới cái cảm thọ là khổ. Đó là cái chuyện đầu tiên là mình phải nhớ là cái cảm thọ này đó là nó sẽ đưa tới control. Mà cái cảm thọ này bản thân nó đó là nó lên xuống, và nó lên xuống này đó thì lúc nào nó cũng khi mà xuống thì cũng gọi là khổ. Cho nên nó có hai cái đặc tính của cái cảm thọ. Một là cái đặc tính bản chất nó là lên xuống không ngừng, cho nên là khổ. Thứ hai, mình có cảm thọ thì thế nào của cái ngã của mình cũng muốn control. Mà cái ngã này đó mà khi mà nó mất control đó thì nó sẽ đưa tới cái khổ. Đồng ý rõ vậy? Bây giờ đó, cái nhìn của Hoa Nghiêm là như thế này, là mình không phát triển cái thọ, là mình không phát triển cái sự control của cái bản ngã, mà mình phát triển cả mà phi thọ, phi tâm, phát triển cái tâm từ bi. Thì phát triển cái tâm từ bi sẽ đưa tới con đường trung đạo. Và đây là cái bài học như sau. Có lẽ là mình ngừng lại, mình cho cái số sau, mình 16 phút rồi. Yeah. Hay là mình muốn tiếp tục. Nhưng mà tới đây thì mình hiểu rằng cái cảm thọ đó, cái thọ mà khổ là bởi vì hai cái chuyện. Một, cái bản chất của cái thọ lúc nào nó cũng thay đổi và nó đi tới cái chỗ là mình sẽ đau khổ. Vì nó lên xuống nó sẽ tới cái chỗ là xuống tới đau khổ. Cái thứ nhì, cái khi mà có cái cảm giác, cái cảm thọ đó, thì lúc nào có cái ngã, và cái ngã lúc nào là một control, mà cái sự control của nó không bao giờ có thể có được, và nó sẽ mất control. Mà khi mất control thì nó sẽ đưa tới một cái cảm xúc rất là mệt mỏi, gọi là khổ bất nhị. Vì là tới bản chất, bây giờ cái phần thứ nhì là mình nói cái Hoa Nghiêm làm sao mà mình biến cái quán thọ thì khổ đó, mình sử dụng cái đó như thế nào, là phần thứ hai. Dạ, ok rồi, con cảm ơn thầy đã giải thích cái phần thọ của tứ niệm xứ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi chương trình Bồ Tát Đạo, và xin gặp lại các bác kỳ tới.